Thưa quý vị, kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay rơi vào giữa tuần, nên nhiều người có xu hướng là xin nghỉ ngày thứ hai để có 5 ngày nghỉ liên tục từ cuối tuần, tức là từ ngày 27 tháng 4. Vì thế mà nhu cầu đi du lịch tăng cao, mà hiện nay nhiều người dân còn khá dài dạt vì chi phí giấy máy bay còn khá cao. Theo các hãng hàng không thì giá vé máy bay nội địa dịp 30 tháng 4 này ở một số chặng cao hơn 2 triệu đồng so với thời điểm một tháng trước lễ. Để... So với thời điểm một tháng trước lễ, giá vé dịp lễ ở các chặng đắt hơn từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trên một số chặng, giá vé có thể chênh lệch 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng giữa hai thời điểm. Cụ thể, đường bay trục thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 27 tháng 4 đến 1 tháng 5 đang có giá rẻ nhất là 3 triệu 600 000 đồng của Vietjet. Giá vé của Viet Travel Airlines, Bamboo Airways và Vietnam Airlines dao động 4 triệu 200 ngàn đến 4 triệu 400 000 đồng từ thành phố hồ chí minh giá vé bay đi các điểm đến du lịch như phú quốc côn đảo nha trang đà lạt đều ở mức cao